Rồi em test chạy con máy tiện Tatiya nha anh em. Con này là chống tâm 500mm. À, cái lỗ thông nồng của nó là 35mm nha anh em. Đó, con này còn mấy cái nhông ở đây luôn. À, con đang chạy điện 3 pha 200V, chạy biến tần thì anh em có thể đấu tụ chạy. Đó, hoặc là anh em có thể xài biến tần, hoặc là điện 3 pha 38 anh em có cục biến áp anh em hạ áp xuống chạy cũng ok nha anh em. Con này là tiện ren có sắp nhông ha. Tatiya TL500HD. Đó, có tự động 2 chiều luôn nha anh em. À, tự động 2 chiều luôn. Chiều nào cũng tự động được nè, tự động nè. Đó, anh em thấy không? Tắt nè. Có nút dưới đây nè. Nó có ba nút nha anh em, nút giữa là không tự động ha. Còn anh em gạt lên gạt xuống là nó tự động nè. Đó, ha, gạt xuống đây là tự động bằng dưới này. Đó, đang đi vô nè. Chạy máy cực kỳ luôn nha anh em. Rồi anh em gạt lên đây. Là tự động bằng trên này. Đó. Tắt nè, thấy không? Rồi anh em muốn chạy ren ha. Anh em muốn chạy ren thì anh em gạt ở đây. Đó. Lại chạy ren. Thấy không? Ngắt chạy ren nè. Rồi chạy ren nè. Đó, chạy ok ngon lành hết nè. Rồi con này là cái lỗ con đó là con số 2 ha. Anh em mua cái chống tâm con số 2 vô là ok. Thì máy em đi theo chỉ có cái máy không với lại cái tay siết. Đó, ha, tay siết mâm cầm. Tay siết đầy dao. Rồi, cái mâm này là mâm 165. Đó, mâm 165 nha nè. Đây. Free circle ha, 165. Đó. Rồi. Cái này là khoảng 13 cm. Đó. Cái đó là qua băng nha anh em, còn qua dao nè. Qua dao khoảng 8 cm. Đó. Chống tâm 500 ha. Cái lỗ này lỗ ngoài sau là 35 ly. Đó, lỗ sau 35 ly. Này, con này có tiện ren có sắp nhông nha anh em. Đó, mấy dòng mini thì anh em phải sắp nhông rồi. Đó, sắp nhông ở đây ha. Đó, nếu mà chạy bình thường nè. Chạy nè. Thấy không? Con này là điều tốc vô cấp ha. Anh em dẫn đây là nó chạy. Đây. Đó. Xả ra là kéo lên lại chạy chậm. Rồi siết lại là khóa. Chạy chậm nữa không? Rồi cho chỉnh cho chạy nhanh xíu nè. Rồi xả ra nhấn xuống. Đó, đang chạy tốc độ nhanh nè. À, còn muốn chạy chậm nè. Con này vô cấp ha. Đó, nó vô cấp giống xe Tatiya vậy đó. Rồi chạy ok anh em. Đây quay cho anh em coi cái bộ nhông. Tắt đây. Đó, bộ nhông ở đây ha. Rồi anh em muốn đảo chiều vít me thì anh em đảo chiều ở đây. Đó, đảo chiều vít me ha. Còn nó cái giữa là không có ăn vít me nè. Nè, nó có ba nấc. Rồi nó có giữa nè. Thấy không? Vít me không ăn, không ăn vô bộ nhông. Anh em tiện bằng tay thì chạy này ha. Còn nè, đó. Như vậy nè, là cái vít me đang quay ngược lên nè. Chiều ngược nè, đừng chạy, đừng chạy, quay tay thôi được rồi. Đó, về nè, anh thấy không? Cái trục vít me nè, vít me đang chạy lên nè. Nghĩa là chạy chiều ngược. Rồi anh em đá số xuống nè. Đó. Đá cái vít me chạy xuống nè, không? Đã chạy chiều thuận. Đó, là đổi số ở đây. Đây. Hoạt động ok hết anh em, nhông luôn đẹp ha. Đó, xíu cái nắp lại. Đây cái bảng ren của nó đây. Con này đã vệ sinh sạch sẽ, tất cả đều ngon lành hết nha anh em. Chạy em máy rồi. Đó. Đầy đủ luôn. Đây tay siết đầy đủ luôn. Đây nhông nó còn mấy nhông đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 cái nhông ha. Rồi, đây có cái pulley circle luôn. Đó, thắng đạp ở đây. Rồi, nguyên viên tất cả anh em nào cần liên hệ cho em nha. Tất cả đều nhẹ nhàng em máy ha. Băng bàn rất là đẹp luôn. Đó, anh em coi băng bàn rất đẹp ha. Nè. Ủ động em máy nhẹ nhàng nè, thấy không? Nè anh em coi cái băng đó nè, thấy không? Cái băng còn đẹp nha anh em. Ok con lành ha. Anh nào cần người tới xem trực tiếp. Đó. Rồi con này mini ha, con này khoảng vài trăm ký thôi. Anh em nào nhà mà gọn gọn ha, đo anh em coi cái thước chiều dài tổng coi cho anh em xem thôi. Đó. Nhà anh em nào mà chật chật hẹp hẹp á, mình xài con này cũng ok nè. Tổng từ đây tới đây nó khoảng 1 mét mấy rồi. Nè. Có 1 mét 2 anh em. Đó. Đó, có 1 mét 2 y như cái phan bàn lật ngang vậy. Ha, 1 mét 2. Hoạt động ok con lành, nặng vài trăm ký nên cần liên hệ cho em nha.